Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Anh trong ngày 8 tháng 2. Ông Zelensky sẽ thăm binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện tại Anh, gặp Thủ tướng Sunak và phát biểu tại Quốc hội Anh theo Reuters. Ông Sunak cho biết chuyến thăm Anh của Tổng thống Zelensky chứng minh sự dũng cảm, quyết tâm chiến đấu của Ukraine, thể hiện mối quan hệ vững chắc giữa hai nước. Thủ tướng Sunak sẽ đề xuất Anh ủng hộ các kế hoạch của Ukraine tiến tới hòa bình lâu dài cho Ukraine anh cũng sẽ đưa thêm ra các lệnh cấm vận để nhắm vào những cá nhân tổ chức liên quan đến cỗ máy chiến tranh của Nga. Văn phòng Thủ tướng Sunak cũng công bố kế hoạch mở rộng huấn luyện cho binh sĩ Ukraine trên không và trên biển, gồm lính thủy đánh bộ và phi công máy bay chiến đấu, đồng thời để nhanh cung cấp vũ khí. Theo London, việc huấn luyện sẽ đảm bảo các phi công có thể lái máy bay chiến đấu phức tạp có tiêu chuẩn NATO trong tương lai. Theo chương trình huấn luyện đang diễn ra tại Anh, 10.000 binh sĩ Ukraine đã được đào tạo đủ mức sẵn sàng ra chiến trường trong 6 tháng qua ước tính chương trình sẽ nâng cao kỹ năng cho 20.000 binh sĩ khác của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky đến thăm Anh và là chuyến xuất ngoại thứ hai của ông kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hồi cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Mỹ để gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Hôm 6 tháng 2, tờ Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị để Tổng thống Zelensky tham dự một cuộc họp thượng đỉnh trong tuần này tại Brussels, của Bỉ. Ông Zelensky được cho là sẽ phát biểu trong phiên đặc biệt này tại Nghị viện châu Âu, nhưng các bên chưa bình luận gì về thông tin này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm nóng toàn cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm nóng toàn cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh niên.